Yo, hôm nay mình sẽ trả lời hai câu hỏi mà được các bạn hỏi rất là nhiều. Thứ nhất đó là tại sao mình không làm video dài lên? Nhiều khi tôi cũng hỏi như vậy đấy. Tại sao tôi không làm video dài lên? Một video ngắn của tôi đã kiếm được bội tiền rồi. Nếu mà video dài, thậm chí có thể gắn thêm một đống quảng cáo vào thì tôi sẽ rất là giàu. I'm rich. Tôi sẽ ăn phở. Và ăn phở, phở ngon quá. Là còn tiền donate nữa chứ. Hãy donate để được đọc tên là các bạn. Vậy tại sao kiếm được nhiều tiền thế mà tôi lại không làm? Lý do đó chính là làm một video dài về game mà vẫn giữ được sức lôi cuốn thì rất là khó và rất dễ để mất người xem. Thế nên tôi mới không làm. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Có khá nhiều bạn nghĩ rằng mình còn đi học nhưng không. Mình đã thôi học để ra riêng và đi làm. Thế nên mình phải lo cho cuộc sống của mình trước thì mình mới làm YouTube được. Mình không nhận được một đồng tiền nào từ YouTube. Lý do đó là mình chưa đủ tuổi. Cho tới khi mình đủ tuổi và nhận được tiền lương YouTube mỗi tháng thì mình mới tập trung vào mảng YouTube được. Việc duy nhất chúng ta cần làm cho tới lúc đó là không để cái kênh này chết đi.